Nuôi trâu để thịt. Ngày xưa, hai vợ chồng nghèo mãi mới sinh được một đứa con trai. Dù lên 6, nhưng chú bé vẫn tí ti, vỏn vẹn bằng ngón tay út của mọi người. Ai cũng gọi chú là Tí Hon. Mẹ ơi, nắng của mẹ này. Mẹ cảm ơn Tí Hon. Nhà cô Na rõ khổ, mãi mới sinh được đứa con mà cũng chẳng giúp được gì cha mẹ là bao. Sao lại không giúp được gì? Tí Hon mang lại niềm vui vô bờ bến cho cha mẹ. Cha mẹ yêu Tí Hon nhất trên đời. Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng. Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, nhớ người vung gốc. Hay quá, Tí Hon giỏi quá. Sắp tới vào mùa, cha phải đi cấy thuê ở làng khác. Sẽ về khuya lắm, không còn được nghe Tí Hon đọc thơ thế này nữa rồi. Hay cha mẹ, để con đi chăn trâu cho nhà phú ông. Nhà ta sẽ có thêm tiền, sẽ sớm mua được ruộng cày cấy. Cha mẹ sẽ không phải đi làm thuê xa nữa. Không được đâu con à. Con bé thế này mà trâu nhà phú ông con nào cũng to lớn, làm sao con chăn nổi? Con làm được mà. Con bé, nhưng con biết nói cho trâu nghe. Cha mẹ cứ để con làm. Hay cứ để cho nó làm đi, mình à. Con cũng 6 tuổi rồi. Nó tuy bé nhưng mà thông minh, chắc sẽ không sao đâu. Ừ, thế để mẹ làm ít cơm nắm cho con mang đi nha. Thử xem nhé. Nào, anh trâu đầu đàn, đi ăn cỏ thôi. Anh trâu ơi, đừng ăn mạ non. Trâu thì ăn cỏ trên này thôi. Cỏ ở đây hết rồi, trâu nhà mình làm sao ăn no được. Trâu ăn không no thì không đủ sức cày ruộng mất thôi. Anh trâu đầu đàn ơi, giờ chúng ta hãy lên núi đi. Trên núi nhiều cỏ non xanh lắm. Bông hoa hồng đẹp quá. Mình chưa bao giờ được thấy bông hoa nào đẹp đến thế. Ôi, có một ngôi nhà xinh xắn này. Cháu chào cô tiên hoa hồng. À, chú bé Tí Hon đấy à. Mời cháu vào nhà cô chơi. Tí Hon ăn bánh cô làm đi nha, ngon lắm đấy. Bánh cô cho, sao Tí Hon không ăn? Cháu để dành mang về cho ba mẹ ăn. Nhà cháu nghèo lắm, ba mẹ cháu làm lụng đến khuya vẫn không đủ ăn. Cháu thương cha mẹ cháu lắm. Tí Hon thật là hiếu thảo quá. Tí Hon cứ ăn đi, cô còn nhiều bánh mà. Ăn xong, cô sẽ về nhà giúp Tí Hon. Nhà cháu kia kìa cô. Giờ cháu dẫn trâu về nhà phú ông, rồi đi tìm cha mẹ cháu về đây. Dạ. Ồ, nhà đẹp thế, ruộng của ai mà tốt thế, đàn gà nhà ai thế? Em làm giúp hai anh chị và Tí Hon đấy. Từ nay, nhà anh chị không còn nghèo nữa, có ruộng cày, có nhà ở, có đàn gà ăn thóc. Chúng tôi cảm ơn cô tiên nhiều lắm. Còn đây là món quà đặc biệt dành cho Tí Hon hiếu thảo. Cháu cảm ơn cô tiên hoa hồng. Cháu cảm ơn cô tiên hoa hồng. Con heo đất. Chán quá, bao giờ mẹ mới mua cặp sách mới cho mình nhỉ? Nhi ơi, xem mẹ mua gì cho con này. Có phải cặp sách mới không ạ? Không phải cặp sách mà là heo đất. Heo đất ạ? Ừ, con heo đất này là mẹ mua cho con đấy. Mỗi ngày mẹ sẽ bỏ vào đây một ít tiền coi như để dành. Cuối năm nếu con ngoan ngoãn, số tiền đó sẽ thuộc về con và con có thể mua những gì mà con thích. Tận cuối năm hả mẹ? Sao lâu thế ạ?
Phường mình năm nào cũng tổ chức quyên góp cho những hộ gia đình khó khăn vào cuối năm. Mẹ muốn con dùng tiền tiết kiệm này không chỉ để mua đồ mà còn làm những việc ý nghĩa khác nữa. Vậy cuối năm con mới được cầm con heo này hả mẹ? Mẹ sẽ giao nó cho con, nhưng con phải hứa với mẹ là nuôi heo thật lớn mới được thịt, nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Heo ơi, phải lớn thật nhanh nhé. Dạ, mới có mấy tháng mà đã nặng ra phết rồi. Mẹ nuôi heo giỏi thật. Xem nào, khi nào có nhiều tiền, mình sẽ mua buộc tóc mới, váy mới, cả sô-cô-la nữa chứ. Dì ơi, xuống đây chơi đi. Đợi mình một chút. Chúng mình đi ăn chè đi. Đầu phố mới có hàng chè ngon lắm. Thật hả? Đi thôi. Nhưng mà tớ không có tiền. Tiếc quá, chúng mình lại không mang thừa tiền. Thôi, chúng mình đi đi. Trời nóng thế này mà được ăn chè thì còn gì bằng. Phải đấy, xong còn ra công viên chơi trò chơi nữa. Chán quá, chắc giờ này mọi người đang ăn chè vui lắm. Chỉ có mày là ở nhà làm bạn với tao thôi. Giá như có tiền thì tốt biết mấy. Trong bụng con heo đất này chẳng phải đang có rất nhiều tiền hay sao? Không được, mình đã hứa với mẹ là cuối năm mới được mổ heo mà, làm sao lấy ra được? Nhưng mà mẹ nói nuôi heo cho mình mà, như vậy tiền này là của mình lấy cũng đâu có gì sai. Không được, như thế là không giữ lời hứa. Mẹ mà biết sẽ đánh đòn mình cho coi. Nhưng con heo là của mình mà, đằng nào trước sau gì mình cũng có quyền sử dụng chứ. Chỉ lần này thôi, cuối năm mình vẫn có tiền để mua đồ và làm việc tốt mà. Mẹ sẽ không biết được đâu. Cái trò moi tiền này cũng thú vị đấy chứ. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Con về đúng lúc quá. Trong nhà cho mẹ một lát để mẹ mang đồ sang nhà bà ngoại nha. Vâng, mẹ cứ đi đi ạ. May quá, đúng lúc mình đang cần tiền để mua kẹp tóc mới. Nhi ơi. Mẹ, không phải mẹ đã... Có chuyện gì vậy con? Sao con heo đất lại... Con... Cái nhiếp này là con lén moi tiền trong con heo đất ra. Con... Bác gửi ít đồ cho mẹ. Mẹ có nhà không cháu? Dạ không ạ. Bác cứ đưa cho cháu cũng được ạ. Thế à? Vậy khi nào mẹ về thì bác sang. Hôm trước đặt hàng, mẹ cháu đã dặn là phải đưa tận tay cho mẹ cháu. Cháu cũng không được cầm. Hôm nay bác Hoa hàng xóm gửi đồ cho mẹ, nhưng lại không đưa cho con mẹ ạ. Vì đồ quan trọng nên mẹ không muốn giao linh tinh con à. Mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ ra mua chai nước mắm, đang nấu cơm thì hết. Mẹ để con đi cho ạ. Thôi, để mẹ tự mua, con ở nhà đi. Mẹ đã không còn tin tưởng mình nữa rồi. Việc gì mẹ cũng không cần mình giúp nữa. Tất cả là tại mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Có chuyện gì thế con? Chuyện con heo đất. Thà mẹ cứ đánh, cứ mắng con, chứ mẹ đừng im lặng như thế. Con biết con sai rồi. Con đã khiến mẹ không tin tưởng. Con... Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mẹ mắng với đánh con thì ích lợi gì? Con heo đất cũng đâu thể sống lại. Con biết con sai rồi. Con đã khiến mẹ thất vọng. Mẹ hãy mắng con đi ạ. Mẹ không trách phạt con, vì mẹ muốn con tự nhận ra lỗi lầm của mình. Con phải học cách giữ lời hứa. Nếu con không thay đổi thì mẹ sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho con bất cứ thứ gì nữa. Con hiểu không? Con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Thôi được rồi. Mẹ rất vui vì con đã hiểu ra. Mẹ sẽ không giận con đâu. Thật à? Ngày mai
mẹ sẽ mua cho con một con heo đất khác. Lần này thì con phải giữ đúng lời hứa, không được làm mẹ thất vọng nữa, nghe không? Con cảm ơn mẹ, nhất định con sẽ cùng mẹ nuôi cho heo thật lớn. Tốt, tốt lắm. Chuyện chàng ngốc. Thằng Sửu ngốc kìa, không biết nó đang làm gì nhỉ? Qua đó trêu nó đi. Này ngốc, làm gì mà đứng chỏng mông ở đây thế? Khẽ chứ, tôi đang giúp mấy chú kiến tìm đường về nhà. Giúp kiến tìm đường về nhà ư? Đúng là ngốc mà. Đưa cành cây đây, tôi đưa tổ kiến về nhà. Muốn lấy thì nhảy lên, các anh làm lũ kiến sợ đấy. Mấy người kia dám bắt nạt chồng ta hả? Chạy đi, bà La Sát đến rồi kìa. Coi chừng tôi đấy. Đúng là xứng đôi vừa lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đúng là lũ rảnh việc mà. Mình đừng có sợ, đã có em ở đây rồi. Các bạn kiến ơi, xin lỗi nhé, đã làm các bạn sợ rồi. Xong rồi, ngày nào tôi cũng lau mặt, lau người cho ông sạch sẽ thế, ông có thích không? Thích, thích lắm. Cảm ơn cậu. Ôi, mà, cứu tôi. Đừng sợ, ta là tiên chứ không phải là ma. Thấy ngươi ăn ở hiền lành, tốt bụng, lại ngày ngày chăm sóc cho hiện thân của ta, nên ta đến để giúp ngươi. Giúp tôi ư? Từ giờ sẽ không còn ai gọi ngươi là ngốc nữa. Ngươi đã trở thành một người thông minh xuất chúng rồi. Trời, mình có nằm mơ không? Mình cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn ngài. Chúc mừng tân khoa trạng nguyên Lê Sửu. Cảm ơn mọi người. Không ngờ rằng thằng Sửu ngốc lại có ngày sáng lạng như thế. Ôi dào, hắn có thể thay đổi bản thân, nhưng còn người khác thì khó lắm. Phải đấy, nhìn vợ hắn xem, vừa béo vừa xấu, có xứng là phu nhân trạng nguyên không? Xin thần hãy thương thì thương cho trót, hãy biến vợ con thành một người xinh đẹp. Con không muốn vợ mình bị kẻ khác chế giễu là không xứng với con. Thôi được, ta giúp ngươi nốt lần này thôi, coi như ta trả nợ ân tình của ngươi. Ôi, ta có nằm mơ không? Nàng đẹp quá. Tôi đẹp thật sao? Ôi, tuyệt quá. Có chuyện gì mà trong chàng tức giận thế? Tài tổng đốc mới nhậm chức thật ngang ngược, thấy nàng xinh đẹp nên hắn lạm dụng chức quyền ép ta phải nhường vợ cho hắn. Sao cơ? Nhường vợ cho hắn? Ta không muốn xa nàng, nhưng hắn quyền cao chức trọng, ta biết phải làm gì bây giờ. Không, em cũng không muốn xa mình đâu. Phen này chỉ có làm hoàng đế thì ta mới có thể thống lĩnh thiên hạ, không sợ ai bắt nạt nữa. Hoàng đế? Mình lại định nhờ thần linh sao? Phải, nhưng thần đã nói sẽ không giúp vợ chồng mình nữa mà. Mình yên tâm, tôi đã có cách. Không được, ta không thể giúp ngươi làm chuyện vô lý đó được. Nếu ngươi không muốn mất vợ thì hãy từ quan rồi cùng cô ấy về quê ở ẩn. Không ai có thể hại đến vợ chồng ngươi. Không được, khó khăn lắm tôi mới có được công danh, tôi không thể từ bỏ được. Xin thần hãy giúp tôi lần cuối. Ta giúp ngươi hai lần là nể tình lắm rồi. Nếu Ngọc Hoàng biết chuyện, đến ta cũng không kham nổi trọng trách này đâu. Tôi biết, nếu như Ngọc Hoàng biết ông lạm dụng phép thuật thì ông sẽ bị trừng phạt. Nếu ông không muốn Ngọc Hoàng biết chuyện thì ông phải giúp tôi. Ngươi! Ông dám tự ý thay đổi số mệnh của tôi, đó là tội chết không thể tha được. Ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Lê Sửu, trước đây ta nghĩ ngươi là người nhân từ tốt bụng nên mới ra tay giúp đỡ. Không ngờ bây giờ ngươi đã thay đổi, mưu mô, xáo quyệt, còn tham lam vô độ nữa. Ông hãy giúp tôi nốt lần này thôi. Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện giữa tôi và ông. Mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Lê Sửu,
ngươi đừng tưởng sẽ uy hiếp được ta. Ta chỉ sai vì đã tin lầm ngươi, giúp lầm ngươi thôi. Ta sẽ nhận tội với Ngọc Hoàng. Còn ngươi, hãy tỉnh mộng đi. Trời ơi, sao lại thế này? Mình sao rồi? Mình cùng tôi đi cứu những bạn kiến nhé. Thế là hết rồi mình ơi. Cứ như là một giấc mơ thế này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.